sẽ có việc làm ở trong cái chỗ này, xin cái làm được à, dễ lắm. Tin ở nó không vậy chứ bình thường chỉ có một cái thật không à. Trời ơi, tin em đi, em vô em mới xin cái người ta cho làm luôn à, dễ ồ mà chủ đây dễ lắm, dễ mà còn khờ nữa. Ủa mà công ty gì mà chỉ có ba tụi mình vô xin việc làm sao vậy, sao công ty nát dữ vậy? Trời ơi, để chị gọi ông chủ vậy ông chứ. Đây. Đợi xíu, đợi xíu, ra liền. Ê, quay. Quay, cái con làm cái gì, con cầm ghế cho chổi tôi vậy? Đây, ông chủ, tôi xin giới thiệu, đây là hai người bạn của tôi. Bạn của cô, hôm nay cô dẫn bạn của cô vô đây quậy phá công ty. Ê, kìa, tôi cầm cái ghế cho chổi tôi kìa. Cầm ghế cho chổi tôi kìa. Xem. Từ từ. Mới xin. Cầm ghế chổi tôi kìa. Từ từ, em phải bình tĩnh vô đây. Hai người bạn tôi chỗ này thấy xịn sò quá, muốn tới xin làm việc đó để kiếm tiền. Thôi, cảm ơn cô, tivi của nhà tôi mà cô tặng tôi luôn, cảm ơn cô. Rồi, chổi ra ngoài cửa sổ nè. Rồi, bây giờ mấy cô bình tĩnh lại giùm tôi nha. Bây giờ tôi hỏi nè, là ba cô vào đây là để xin việc làm đúng không? Để xin việc làm thôi. Rồi nói chung là cô Sammy là đã xin vào đây làm rồi, bây giờ cô giới thiệu hai người bạn của cô vô đây làm đúng không? Dạ đúng rồi, hai người bạn của tôi nhìn vậy thôi chứ hơi bị là nhanh tay nhanh chân nha, rất là xịn nha, chứ không phải đùa đâu. Rồi ok, nói chung á là không, đừng gọi tôi là ông chủ, tôi không phải là ông chủ, hãy gọi tôi là đội trưởng. Bởi vì chúng ta là một biệt đội SOS, hiểu không? Chúng ta không có ông chủ gì đây hết. Rồi, chúng ta là những người anh em. Đã bảo là không phải là ông chủ mà là đội trưởng. Đội trưởng. Rồi, được rồi, nói chung là xin chúc mừng ba cô đã vào trong công ty biệt đội SOS của chúng tôi ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay. Rồi, thì tiếp theo nữa thì như những lần trước tôi sẽ phát đồng phục cho mọi người để bắt đầu chúng ta sẽ làm đến nhiệm vụ đầu tiên. Rồi, xin mời ba cô đi theo tôi, qua đây. Tôi nói chúng ta cùng nhau đi nhận đồng phục nè, đi. Nghe cũng ngầu đó, trời. Wow, đẹp quá. Đúng thật, đây chính là gọi là người ta gọi gì ta, cái này ta gọi là nét đẹp của lao động đó. Chúng ta là những người lao động gọi là chân chính, hiểu không? Cho nên á là chúng ta mặc cái bộ đồ này vô nhìn chúng ta rất là đẹp, rất là giống anh hùng, đúng không? Ủa vậy là vô đây làm chính xác. Rồi được rồi. Vô đây mình làm gì vậy sếp ơi? Ủa cô xin vô đây mà cô họ còn không biết trong đây làm gì hả? Vô đây làm gì? Là do đội trưởng phân phát cho bọn em biết làm. Trời ơi, để tôi. Chúng ta đã có nhiệm vụ đầu tiên rồi đây. Nhiệm vụ đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ chọn cho mấy cô một cái nhiệm vụ đơn giản thôi. Đây có cái nhiệm vụ đơn giản nè. Cuộc gọi đầu tiên của chúng ta, một gia đình vừa mới chuyển nhà tới và họ đang có một cái sự khó khăn, đó chính là quá nhiều đồ trong xe tải. Họ đang cần chúng ta đến để có thể dọn đồ giúp họ. Rồi ok, nhiệm vụ đầu tiên đó, đơn giản thôi. Ủa cái cô Simi, cái cô làm gì vậy? À dạ, tôi quên con mèo cưng của tôi nó ở ngoài, tôi quên tôi để nó. Trời ơi, cô đi làm mà cô còn dẫn theo con mèo. Thôi mệt quá, nói chung là cô đã nghe xong nhiệm vụ chưa? Dạ rồi. Rồi được rồi. Vậy bây giờ mấy cô đi theo tôi, chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ nào. Đi thôi. Let's go. Rồi. Bây giờ đến đây chúng ta sẽ nhảy xuống cái ống này nè, để chui xuống dưới hầm xe. Đó, giống siêu nhân không? Thấy giống siêu nhân không? Rồi xuống đây. Trời ơi, tôi bị mắc kẹt trên này, tại sao lúc nào đi cái hố này tôi cũng mắc kẹt trên này vậy? Chắc tại cô mập quá đó. No. Rồi xong rồi, cô ăn nhiều quá rồi, cô ăn nhiều quá rồi. Rồi, tôi xuống rồi, dạ vâng, mày ăn nhiều quá. Rồi được rồi, nhiệm vụ đầu tiên này là nhiệm vụ giúp người khác chuyển đồ, cho nên chúng ta sẽ lấy cái xe này đi cho nó nhanh. Ok, lên xe mọi người, lên xe. Mọi người bấm chắc vô nha, đây. Rồi, đi ơi. Rồi, các cô gái của chúng ta, đây chính là cái ngôi nhà của gia đình cần giúp đỡ nè. Đây chính là anh chồng với cô vợ đang ngồi trên xe, đang chờ chúng ta giúp dỡ đồ nè. Đâu là chồng, đâu là vợ, ai vậy? Cái người lái xe là chồng, còn cái người ngồi trên xe là vợ đó, nói chung là vậy. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vô đây. Đây trong đây có mấy cái thùng nè, mấy cô làm ơn khinh mấy cái thùng này vô trong nhà giúp tôi cái. Xin chị khinh cho, chị khinh em vô nặng quá. Đây. Cô Simmy là tôi thấy là cô chưa gì vừa vô, tôi thấy là cô rất là nhiệt huyết, rất là có trách nhiệm. Đó, vừa vô là làm liền. Wow, rất tốt. Sếp ơi, có một thùng trên này ai đâu. Wow. Hay quá, cô Camu leo lên nóc xe luôn, hay quá. Em đỡ, ôi. Rồi, em đỡ, rồi.
Ai, ai, không không phải để đó, không phải để đó, không phải để đó. Bây giờ nè, mỗi cô một thùng. Bây giờ để tôi bê cái thùng nặng nhất này cho, rồi mấy cô bê cái thùng nhẹ đi. Đi theo tôi nha, đi theo tôi nha. Đây, chúng ta nhiệm vụ chúng ta sẽ bê mấy cái thùng này nè, sau đó đem đi trong nhà, hiểu không? Để trong nhà chứ phải để ngoài đó. Đây nó có cái vòng màu xanh nè. Okay. Đó. Đây bỏ vô đây. Ơi khoan, cái vòng tròn màu xanh này quen lắm nha các bạn. Mấy bạn biết cái vòng tròn màu xanh này giống gì không? Giống trong cái video gì của Mr. Beast nè, mấy bạn bỏ đồ gì vô trong vòng tròn màu xanh tôi sẽ mua hết. Đó. Chị đeo giúp chị, đeo giúp chị. À, mấy cô cẩn thận coi chừng va chúng rồi bể đồ của nhà khách nha, không được nha. Đây không sao đâu, mình chỉ nhận vận chuyển thôi chứ mình đâu có nhận giữ nguyên đâu. Rồi tiếp 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 tiếp, còn mấy cái thùng khác nữa nè, nhanh nhanh nhanh. Ok em ok. Em rất nghe suy nghĩ của chị đó. Cô nói cái kiểu vậy mốt không không ai dám nhờ chúng ta nữa. Trời ơi, mốt gì mà nhờ vận chuyển nhà người ta bể đồ gì sao? Mấy mốt ca mui mà nhờ người ta vận chuyển đồ, người ta đứng ở bên ngoài á, người ta chọi vô. Ê, khoan, từ từ, có gì đó sai sai mấy cô ơi. Sao sếp ơi? À, mấy cô bê hết mấy cái thùng cuối cùng vô trong nhà đi rồi tôi nói. Ê, nhanh. Ê, để tôi phụ cô Sammy nè. Ê, cô Sammy đừng có khinh nặng, hiểu không? Để tôi khinh giùm cho, hiểu không? Cô Sammy đừng khinh nặng. Nghe giọng ghét đâu mọi người. Ghét cái gì cái cô Sammy kia lo làm đi. Cái này là gì ta? Không, chỉ nói vậy thôi chứ không có la Sam sao hiểu không? Rồi ok. Cái gì vậy? Bây giờ nè, đầu tiên nè. Mấy cô nhìn ở trên cái thùng nè, mấy cô thấy không? Ở trên cái thùng nè nó có hình cái bồn tắm nè, thì chúng ta sẽ để cái này vào trong cái ô của bồn tắm. Đó, thì nó mới được tính đúng không? Còn cái thùng này thùng này thùng thức ăn là bưng vô nhà bếp. Cô nào bưng vô nhà bếp cho tôi cái cô Camui làm việc đi. Lười biếng đứng nhìn không à, đứng nhìn không à. Cái này để lên này. Bưng của em là nặng, đúng rồi. Bưng hàng gì bưng xem chi vậy. Rồi chúng ta còn còn một thùng nữa phải để đúng vị trí. Rồi hai sao. Hay quá, được hai sao luôn. Mấy cô rất giỏi, mấy cô rất giỏi. Được á. Cho một tràng pháo tay để chúc mừng vì nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đã thành công. Xin chúc mừng. Rồi đây, nói chung là mấy cô đã hiểu được nhiệm vụ của một biệt đội SOS là như thế nào chưa? Dạ chưa. Gì vậy? Sao chưa hiểu đó? Sao cái cô Simi này chậm hiểu vậy? Tôi không hiểu tại sao tôi lại vô đây làm ạ. Xin cảm ơn. Vậy tôi chọi cô ra ngoài luôn. Đi ra. Đi ra. Bây giờ hiểu việc chưa? Bây giờ hiểu việc chưa? Sếp ơi, em bị nói ngược. Em nói có là không, không là có sếp ơi. Ok, xin lỗi. Rồi, nói bệnh của em. Ê, xin lỗi cô Simmy nhiều. Thôi rồi, bây giờ chúng ta đến với nhiệm vụ tiếp theo nè. Đã là biệt đội SOS là không được lười biếng, hiểu không? Rồi, để xem coi. Nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ là gì đây? Và nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đó chính là nhiệm vụ sửa chữa tàu. À, có một chiếc tàu đã va phải một tảng đá và hiện đang sắp chìm. Nhiệm vụ của các bạn là hãy nhanh chóng tìm ra những cái lỗ đó và sau đó vá chúng lại. À, ok, ok. Có vẻ yêu cầu kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm này nên là em không nghĩ là em làm được đâu ông chủ ơi. Em không biết sửa tàu ông chủ ơi. Cái cô ca mui này cô nói gì hả? Hả? Tại chúng ta là biệt đội SOS là không có cái gì sợ hết, hiểu không? Giờ chưa em mà em không biết bơi. Không biết bơi kệ cô, đi theo tôi nhanh lên. Không biết bơi thì chúng ta bơi thuyền. Đi xuống đây nhanh lên, làm nhiệm vụ nhanh lên, có một chiếc tàu đang sắp chìm rồi, nhanh lên. Trời ơi. Đây là nhiệm vụ quan trọng đó. Rồi mình đi tàu tới đúng không? Rồi, ok. Tàu rồi, chúng ta không có tàu rồi, chúng ta đi bằng cái xe màu cam mà đi. Đây cái xe màu cam này nè. Nguyên cái tiệm bự này không có cái tàu, nghèo vậy. Kệ người ta, nhà người ta có mỗi cái xe thôi, chịu đi. Rồi đi. Bám chắc vô nha. Sếp ơi, em làm với sếp, em không biết ăn được bao nhiêu lương, nhưng mà em biết là em sẽ chuẩn bị vô nhà thương rồi đó. Xin lỗi. Mấy cô bình tĩnh. Mấy cô bình tĩnh, tại vì lâu quá rồi á, trong thành phố đâu có nhiệm vụ gì đâu, cho nên á là lâu không có lái xe, chưa có quen tay. Đây. Ok. Đây rồi. Tôi thấy cái thuyền trước mặt rồi, Ơ khoan, từ bây giờ làm cách nào để mình qua được cái thuyền bên kia bây giờ? Có phao không ta? Có phao không? Sao có cái đường đi đây vậy? Sao có cái đường này nè? Lên cái này nè. Cái này tung lên xong mình bay qua kia hả?
mình bay qua kia. Được, lên xe đi nào, lên xe đi các cô gái. Giữ cái xe đâu, mình phải giữ cái xe cho chắc để mình phóng qua. Rồi rồi mấy cô lên xe à, tôi phóng nhanh lắm á, cẩn thận nha. Ừ, lái cẩn thận nha. Thì tâm yên tâm, tâm tôi lái được mà, tôi lái được mà. Được, bình tĩnh. Không phải ngược, lấy đà. 3, 2, 1 chạy. Bám chắc vô nha. Cô Cam ơi, lên trên nhanh đi cô Cam ơi. Sao sẽ cứu người khổ. Ê, tính ra tôi đang ở trên đầu mấy người, tôi ở trên cùng nó lại đâu. Chúng ta là biệt đội SOS cho nên là chúng ta không sợ cái gì hết, đúng không? Không sợ mệt, không sợ nắng, không sợ mưa, không sợ gió gì hết. Cô Sammy bỏ chân tôi ra coi. Cô lên xin rồi. Đi đẹp. Xin bị gì hả? Cô Sammy mệt lắm sếp ơi. Tôi sẽ nắm đầu cô Sammy nè, rồi cô Sammy đưa chân xuống cho cô Sammy nắm rồi, lên. Rồi Sammy, cầm chân chị Sammy, cầm chân chị đây Sammy. Vậy để có chút sức sống nào. Nhanh. Chạy xuống rồi, không có đi được. Đứng lên Sammy, đứng lên Sammy. Nhanh lên, mỏi quá. Tôi sếp ơi, em đang bị gãy xương quá. Đấy sếp quẹo sao, em gãy xương rồi. Giữ 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 giữ
không có cái đơn sức sống nữa. Không có sức sống luôn. Bị gì sếp ơi? Sếp mi bị sếp sức sống rồi. Em mệt lắm rồi. Nhà ngủ rồi, rồi. Để tôi giờ tôi leo lên xong cô bám chân tôi, cô kéo lên nha. Cố lên bạn ơi, cố lên. Sao? Trời ơi, không lên kịp là cái tàu nó chìm luôn. Trời ơi, thiệt rồi. Cô xin mi bám chân. Cái chị đừng vô đây làm rồi, trời ơi, vô đây cực khổ quá. Ủa, tôi tưởng là mèo Simmy thích giúp đỡ người khác. Ai vậy đâu, tôi than dữ chạy. Dạ, đây rồi, sếp kéo lên nè. Lên. Đây. Rồi, được đó, rồi cô Sammy bám chân tôi, nhanh lên. Không phải chứ mọi người, 2 phút nữa là tàu chìm đó mọi người. Trời, xíu, trời, xíu. Sammy, bám cái chân Phong nè. Đây. Rồi. Được. Rồi. Sao sếp té rồi? Mày lên đi, kìa em bị què gió rồi. Tôi không có vấn đề à. Cái đội này thì cứu được ai bây giờ ta? Chìm thuyền rồi, sắp chìm. Trời ơi. Đúng rồi, hay quá. Sếp ơi, tiếp. Sắp đưa rồi. Tôi dùng bản thân tôi để vào. Rồi. Ok. Ủa, bà chồng nào vậy? Em không biết đường, chìm với. Rồi bây giờ tập hợp mấy cô tập hợp lại đây cho tôi. Trời ơi, đội trưởng chưa đi mà cô Camui kia đã đi trước rồi. Tập hợp luôn, lên vá đi, xem chìm rồi. Tập hợp là tập hợp, tôi nói tập hợp là tập hợp, không có nói nhiều. Cô Camui đâu? Tập hợp. Tôi là đội trưởng. Tôi là đội trưởng, tôi nói tập hợp là tập hợp, không nói nhiều. Tập hợp dù chìm tàu nhưng vẫn tập hợp cho mọi người, không sao. Ok đúng rồi, còn 20 giây nữa tàu chìm rồi, nhưng mà cứ tập hợp đi anh. Cố gắng nhanh nhất có thể đấy.
Tôi rất là tự hào khi mà trong biệt đội của tôi leo lên có một cái thuyền thôi 7 phút đồng hồ. Ôi không sao, nói chung là cũng đã lên được thuyền rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ, các cô đi theo tôi. Ok. Đi, tàu sắp chìm rồi, thôi làm nốt đi mọi người. Ngày cuối mình làm việc tại đây nha. Đầu tiên nè, để tôi phân công, tôi đội trưởng để tôi phân công. Đầu tiên ở đây á, người ta đã chuẩn bị cho chúng ta hai cái đèn. Chúng ta phải cầm hai cái đèn này xuống. Cô Camui và cô Sammy cầm đi. Tàu chìm mà nói nhiều gì. Nói nhiều gì, tôi là sếp, tôi nói được không? Rồi đi. Đi xuống này, đi xuống này. Xuống này nhanh lên, xuống này nhanh lên. Cuối cùng rồi mọi người, làm năng nổ lên nha. Trời ơi nước, trời ơi nước ngập hết rồi. Mấy cô chậm chạp quá. Xem thấy chị sao cái đèn không xem. Tôi làm ảo thuật cho mọi người xem nè. Ủa cô Sammy, cô xoay cái đèn. Cứ xoay cái đèn ghê. Dù tiêu cực như nào chúng ta phải tích cực chứ không mọi người. Rồi đi. Hai cô có đèn, một cô đi trước, cô đi sau. Đi nhanh lên, nhanh lên. Đầu tiên ở chỗ này chúng ta thấy một cái cửa này. Chúng ta cần mở cái cửa này ra để kiểm tra. Mấy cô tránh ra để tôi. Đây xoay nè, mở nè. Rồi đi vô. Ui, đây rồi. Cái lỗ đây rồi, từ từ. Chặn lại đi. Lấy thân mình chặn lại. Ây da. Chặn sao được. Trời ơi. Lấy thân chặn lại được. Không chặn được các mọi người. Cái bụng mỡ của tôi không thể nào chặn lại được. Chặn lại được không? Lấy gỗ kìa. Không được. Sếp bao quá. Ủa nhưng không được sếp ơi. Không được. Bây giờ mấy cô đợi tôi xíu để tôi lên trên tìm coi có gì cần giúp đỡ được không. Đây. Ôi ở đây tắm cũng đã lắm mọi người. Tàu sắp chìm mà còn tắm nữa. Bên phía. Yeah, quỷ. À, bật tí nước mọi người. À đây rồi tôi thấy rồi, ở trên đây nó có những cái nắp và những cái nắp này sẽ sử dụng để chúng ta bịt cái lỗ lại. Ừ, chắc là thế. Tôi sẽ lấy một cái nắp màu xanh với nắp màu vàng. Em lấy điện thoại đó mọi người, nhảy trên làng lá để nhảy nha mọi người. Ok. Trời ơi, sếp thì đang làm nhiệm vụ muốn chết, mấy cô với mấy cô quay TikTok. Có khi nào trong đây còn kho báu không? Em biết đâu. Đây, mấy cô. Mấy cô tránh ra. Soi đèn. Cái này màu xanh lá cây vậy. Màu xanh lá cây là cục này đúng không? À không, cục nhỏ chứ. Cục nhỏ này đúng không? Lắp vô. Lắp vô sếp ơi. Tôi đang lắp đây, từ từ. Sếp bị gì vậy? Sếp ơi, có nhầm cục không? Cục này nó béo quá. Cục này béo hả? Ủa khoan, tôi phải cục... Hay là cục to này ta? Cục to này đúng không? Cục to đi, đúng rồi. Ok, được rồi. Đúng rồi. Ok, còn bên này nữa. Ui, bên này. Bên này là cục to hay cục nhỏ vậy? Bên này thì cục to luôn. Cục to luôn hả? Vậy thì bây giờ cô Camui đi theo tôi lên trên lấy thêm hai cục nữa. Còn cô Sim với cô Sam ở dưới đây đi. Em leo nào, hơi đau chân. Cô bị đuổi việc. Đi theo tôi nhanh lên. Đau chân nữa đi. Hồi chưa đi ngập nước mà chị đau chân. Sao chị nói dối mệt vậy? Cô bị đuổi việc ngay lập tức, cô tin không? Hả? Cô hết đau chân không? Em xin lỗi, em làm nè. Chúng ta cô lấy một cục màu xanh lá cây. Cô lấy một cục màu vàng nha, tôi lấy một cục màu đỏ đi. Hình như cục màu đỏ này cần nè. Đây, cầm luôn. Cô cá mui đâu rồi, nhanh lên coi, nó sắp chìm rồi. Từ từ, măng nặng quá, từ từ. Trời ơi, đây tôi phụ cho mệt quá. Tụi em lo đội cô Vũ nè chị. Đội cô Vũ, biệt đội Edward. Đánh ra em, tự làm được, đừng đuổi mấy em sao đây. Đừng đuổi mấy em. Rồi. Cô đi vào trong, cô lắp cái cục kia lại cho tôi. Cô lắp cái cục trong kia lại cho tôi, nhanh lên. Mẹ em xoay đèn cho chị. Là cần cục làm ta. Trời ơi mệt quá, để tôi tự làm luôn. Nhét hai cục cũng không có cái nào dính thì ok. Còn cái nào không thì dục ra. Đây, tôi. Rồi ok, xong rồi nè. Còn hai lỗ nữa, nhanh lên. Rồi ai cầm hai cái nút đi. Em cầm đèn cho, em với chị em cầm đèn cho. Cầm đèn thì đi trước, nhanh lên. Cầm đèn đi trước đi, tôi nắm tay, kéo cô lên phía trước á. Ê, cô ơi, hình như là cần một cái nút màu xanh lá cây nữa, cô Camui à. Đây. Xanh lá đây. Rồi, lắp đi, nhanh lên. Nhanh lên, thuyền sắp chìm rồi. Không phải đúng đó. Đúng này. Không phải, hình như là cái cục. À, đúng rồi. Qua đây, bên đây còn nè. Ai cầm đèn vô đây coi. Ủa không phải á, lộn em đi đâu không được. Bên này. Vào đây, trời ơi sếp ơi đừng la em mà, khổ quá em bị mù đường, đâu sếp cô ơi. Cô làm biệt đội SOS mà để đến tàu nó chìm luôn rồi, mới SOS cái gì nữa. Đâu, bên này. Bên này hai cô cầm đèn được không vậy? Còn cái lỗ bên này nè, lắp lại đi cô Sammy, lắp lại đi nha lên. Đây, tôi lắp hai cái nút luôn. Cái gì vậy? Lâu quá vậy. Cái gì vậy? Cô bay.
Rồi, ok. Nhiệm vụ hoàn thành. Được thẳng một sao luôn. Chúng ta cũng đã làm được rồi. Ok, nói chung là ngày hôm nay thì tôi cũng đã rất là vui khi mà mấy cô đã thực hiện nhiệm vụ rất là tốt. Chúng ta đã giúp cho một gia đình vận chuyển nhà và sau đó là giúp cho một con tàu không bị chìm, suýt chìm thôi, xíu nữa chìm thôi chứ chưa chìm. Nói chung là vẫn ok. Rồi, một chàng hóa tay, Cô Simi, cô buồn ngủ lắm mà. Hả? Cô ngủ mà. Hả? Đấm vô mặt. Cô ngủ không? Hả? Nó ký đầu. Xin lỗi. Dục lên xem ơi. Ây da, sao dục luôn vậy? Ngoài này có bạch ti á mọi người. Mọi người ra ngoài đây. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn bạch ti. Ăn bạch ti và kết thúc tại đây nha mọi người nha. Uống nước nè, trời ơi. Ok. Ôi, thôi được rồi, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là Gì đấy? Đụng cái lò cái nó nổ luôn mọi người. Mấy cô đừng có đụng vô nữa, đụng vô nó nổ đó. Mới nói luôn á trời. Em ơi, nhà sếp không có gì an toàn, sếp ơi, trời ơi, thiệt luôn á. Thôi mệt quá, lần sau là tụi tôi dẹp mấy cái lò này vô được chưa. Rồi ok bạn ơi, coi như là ngày hôm nay bọn mình cũng đã làm xong được hai nhiệm vụ rồi. Và video đó cũng đã rất là dài rồi, chứ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào mà muốn mình sẽ tiếp tục làm tiếp cái series biệt đội SOS Hero Team như thế này nữa, thì đừng quên comment xuống bên dưới cho mình biết. Và đừng quên là hãy nhớ mình nút like cái video này nha các bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye.